Chào các bạn, chúng ta cùng quay lại phân tích với thị trường chứng khoán phái sinh. Thì mọi người biết rồi, cái phiên ngày hôm thứ sáu là một phiên mà có một cái trend short khá là dài ha. Chúng ta có một cái gọi là một cái lợi nhuận phải 50 mấy điểm, 60 điểm đúng không? Khá là lớn. Đây. Thì cơ bản thôi. Thì với mình cũng là tương tự, là có nghĩa là ở đây nó rớt một cái gap. Nó rớt một gắp mà nó rơi với cái nến mạnh như thế này. Đấy, cái vùng rớt nó mạnh như thế này thì mình short thôi, mình short ngay cái vùng luôn 36 luôn này. Thì mình quay ra mình nhìn cơ sở, mình thấy cơ sở nó yếu thì mình short luôn này, rớt cái gắp mạnh này là mình short luôn ở cái vùng khoảng 30 15 chấm 36 đấy, short ngay cái vùng này luôn này. Đây. Short ngay vùng này. Đó. Short ngay vùng này này. Nhưng mà mình đã chốt một cơ số ở cái vùng 27 này, 27 chấm bit này, là mình chốt qua đây. Chốt vùng này. Thì vẽ luôn cái trend trên cho bạn nhìn nha. Đấy, đấy, giá không vượt đỉnh, nó không gãy này. Thì tại vì vùng này là vùng hỗ trợ và vùng này cũng hỗ trợ khá là mạnh nên mình chốt đây một phần. Đấy. Nhưng mà sau đó nó rơi mạnh nữa thì mình lại không không sọt nữa, mình có việc mình không sót nữa, là dẫn đến là mình chỉ ăn khoảng 10 điểm đó. Một cái trend 50 mấy điểm nhưng mình ăn được hơn 10 điểm, mình không có 11 điểm, là 11 điểm à, 11 điểm à, mình ăn được một trend khoảng 11 điểm là mình không có đánh được nữa đấy. Thì mình không đánh nữa, sau đó mình có tí việc mình không đánh nữa. Thì các bạn nhìn thấy rồi, rơi như thế này rất là mạnh. Thì chúng ta nhìn cái đồ thị 15 phút bạn cũng sẽ thấy rất là rõ ràng đây. Đấy. Rớt nữa ha, rớt cái vùng còn 2500 mít này, 2500 mít tiếp tục rớt này. Đó, thì rớt rất là mạnh như thế này, bạn cũng có nhìn thấy là khá là mạnh đúng không? Đây rồi, cực kỳ mạnh. Thì cũng như cũ thôi, cái phương pháp phân tích của mình thì cái nhất là cái trend chủ đạo vẫn là H1 và 15 phút, hai cái khung quan trọng để mình vào lệnh. Đấy, thì tuần này là mỗi tuần mà mình thực sự là mình có một số chuyện buồn gia đình một chút, nên là mình không có một hai hôm mình không có đánh, hai hôm mình không có đánh, và một hôm mình đánh bị lỗ một xíu. Đó, là mình có hai hôm lỗ, nhưng lỗ ít lắm, lỗ có một triệu xíu thôi. Thì phiên ngày hôm qua cũng là một phiên lại rất là nhiều, một một phiên là mình lỗ 1.350.000 là có sale cho các bạn xem á, và một phiên nữa là mình lỗ là 1.360.000 thì phải. Ok, thì 1.360.000. Còn phiên ngày hôm qua là phiên mình lại khá là, cũng tương đối là lớn đấy, mười mấy điểm tương đối là lớn. Thì total thì vẫn là lãi đều, lãi lớn, và lỗ thì nếu có lỗ thì chẳng nữa là lỗ rất ít. Tại vì cái nhất là chúng ta phải gì, ta phải cái trong cái giao dịch chứng khoán phái sinh ấy, thì một trong cái yếu tố quan trọng nhất là chính là chúng ta cũng phải quản trị vốn cực kỳ tốt. Nghĩa là gì, cái vị thế mà không chắc chắn thì chúng ta chỉ vào lệnh với tỷ trọng gì thấp hoặc tối đa là tiền mặt thôi. Thì khi nào mà giá nó sẽ chuyển động theo ý của mình rồi thì thấy nó chuẩn thì mình mới gia tăng tỷ trọng. Thì đấy là cái cách mà mình giao dịch. Thì các bạn nhìn thấy rồi, gãy trend ha, rất là rõ ràng. Thì thực ra là nói đúng hơn là cái phiên này là phiên đáo hạn này, này là kết thúc cái ngày thứ năm là đáo hạn, sau đó thì ngày thứ sáu là rơi, nó ráp hợp đồng vô và rơi đó, xong kéo lại đấy, rơi xuống vùng 36 cho mid này. Thì mình sọt ở vùng 36 cho mid đấy, thì nó kéo xuống tới vùng 27 biết là mình chốt rồi. Thì nó giật lên, sau đó nó giật lên, mình có lo là biết giật lên luôn á, nhưng mà chỉ vị thế rất ít thôi, sau đó thì rớt lại nữa, nhưng mà mình lại có tí việc mình lại không vào cái lệnh sâu nữa, thì cái đó một điều rất là đáng tiếc. À, tiếc thôi, nhưng mà không vấn đề gì, tại vì đối với mình thì cơ hội trên thị trường chứng khoán phái sinh nó luôn luôn có, nó không có cơ hội này nó sẽ có cơ hội khác, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta gì, chúng ta không để mình chúng ta vẫn kiếm được đều và phương pháp chúng ta đúng, cái đó mới là cái quan trọng, và chúng ta kiểm soát được được cái phương pháp của mình và cái cách chúng ta giao dịch. Thì các bạn nhìn thấy rồi, ở đây giá gặp gì, gặp đỉnh nhưng mà không vượt đỉnh. Đây, gặp đỉnh mà không vượt đỉnh thì bạn qua khung 15 phút bạn sẽ nhìn rất rõ nha. Đây, đây là cái phiên mà mình cũng có sọt lại ở đây này, mình sọt lại ở cái vùng 52.7 này. Đây, tuy nhiên là mình bị lỗ là do mình lon cái đây lên, nhưng mà mình không chốt, xong dẫn đến cái mình sọt lại, nhưng mà dẫn đến là mình bị gì, mình vẫn
vẫn bị lỗ ít đấy. Lỗ 1,3 triệu số tục đấy. Đây bạn nhìn thấy rồi, đây giá gặp đỉnh nhưng không vượt mà gãy một cái nến rất mạnh, thì thực ra cái này là chúng ta sọt là hợp lý rồi. Để trên à, để trên, và đặc biệt nhất là ở trên nó có mũi cản, bạn nên nhớ rằng là ở trên này nó có mũi kháng cự cực kỳ mạnh nha. Ở trên này có kháng cự cực kỳ mạnh và giá lên không vượt được mà hãy trở lại, thì thực sự là cái điểm này có sót là cực kỳ ok rồi, không có vấn đề gì để chúng ta phải phải lăn tăn nữa đâu. Đấy thì chúng ta vẫn kiếm được bình thường. Đấy thì phương pháp mình nó vẫn là như vậy thôi, không có gì thay đổi cả, vẫn là trend, vẫn là xu hướng thôi thôi, chứ mình cũng không có, gần như mình không có cái gì cả. Chỉ báo thì gần như mình cũng mình để mình ấn luôn chỉ báo nha các bạn, tại vì mình thực sự mình cũng không 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 dùng chỉ báo đâu. Đấy thì như này rồi. Rồi bây giờ cái phiên ngày thứ hai đó là phiên như thế nào, thì các bạn nhìn này, một cái đồ thị mà nó rơi mạnh như thế này hỗ trợ nằm đâu? Đây là hỗ trợ này, hỗ trợ có thể rớt xuống vùng sâu 2 hoặc thậm chí có thể sâu hơn 1,158. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hỏi các bạn này, giá mà rơi như thế này rồi thì chúng ta có nên sọt đuổi nữa hay không? Thực ra là theo cá nhân của mình thì cái việc sọt đuổi như vậy nó cũng là hạn chế, chứ không nên sọt đuổi. Đấy, còn nếu mà muốn có sọt đi chăng nữa, ví dụ thứ hai ấy, mà thị trường nó quá là yếu đi, nó quá là yếu đi mà cái này nó có xu hướng giảm thêm, thì mình cũng có thể sọt, nhưng mà sọt với tỷ trọng gì khá là thấp. Ở trong trường hợp mà nó gì, trong trường hợp mà nó vi phạm là chúng ta có thể cắt ngay, mà chúng ta có lỗ thì chúng ta lỗ cũng rất ít. Còn nếu chúng ta lãi thì đương nhiên chúng ta vui rồi, nhưng mà chúng ta lãi cũng sẽ gì, không có nhiều lắm đâu, tại vì chúng ta muốn đuổi mà. Thì đừng có mong là cái chỗ này chúng ta gì, chúng ta ăn được nhiều. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có đầu cá đuôi cá, thân cá đuôi cá, đây nó bắt đầu nó vô đoạn đuôi rồi, chua rồi, nên là đừng có tưởng là ngon bay vô là không ăn được bao nhiêu, mà có khi sẽ có cú hồi, tại vì nó rất mạnh như thế này mà nó giống như lon á, các bạn nhìn thấy nó tăng mạnh như là nó sẽ có chỉnh, thì ngược lại nó rớt mạnh như thế này nó cũng sẽ có gì, nó cũng sẽ có hồi. Đó, chắc chắn như vậy, không thể khác được. Nên là nếu mà ok nhất thì chúng ta có thể tìm kiếm ở một cái pha hồi đó. Thì đối với mình á, thì mình vẫn là gì, vẽ một cái trend. Hiện tại thì vẽ một cái trend, vẽ một trend thì mình xem thử, và mình xác định các cái vùng hỗ trợ quan trọng này này, mình xem thử nó hồi như nào đã, hồi lên rồi test đáy như nào đấy, rồi hồi thì khi đó mình vào lệnh. Thì các bạn có thể khi đó mình sẽ nhìn một cái khung thời gian nhỏ hơn mà nó có khả năng gì, có khả năng cho mình cái nhịp hồi mình để mình vào lệnh ok hơn, thì có thể là cái khung 15 phút, nhưng mà hiện tại thì cũng vẫn như vậy thôi, hoàn toàn là chưa có một xu hướng gì hết. Thì ngày thứ hai nếu mà lực bán mạnh, thị trường yếu, thì có thể đuổi theo một tỷ trọng rất là nhỏ thôi, ví dụ như vài chục phần trăm trên cái tiền mặt chẳng hạn. Còn nếu mà bạn nào mà xanh chín quá, đỏ máu me quá, thì có thể quýnh full tiền mặt, nhưng mà đừng có margin, đừng có dùng hợp tác đầu tư, sử dụng cái phần hợp tác đầu tư để mà mình đuổi chẳng hạn như vậy. Tại vì vẫn có cái thị trường này hoàn toàn vẫn có thể rơi tiếp, tại vì trend nó đang xuống mà. Nhưng mà gì, chúng ta đã bắt đầu vào cái phần đuôi rồi, đuôi cá rồi, nó khó rồi, nên là cái tỷ trọng chúng ta nó nhỏ bé lại, tỷ tỷ lại để gì, để chúng ta quản trị, và chúng ta chờ một cái nhịp hồi xem như nào, nó hồi ra sao đã. Ở đây ví dụ nó đấy, nó hồi này thì để chi, nó hồi để chúng ta sẽ tìm một cái đỉnh, tìm một cái đỉnh để chúng ta vẽ được một cái trend. Chứ có gì cả, hiện tại là cái trend này hiện tại nó đang không có đỉnh thứ hai, bạn nhìn thấy này, cái trend này có đỉnh thứ hai đâu. Đấy thì mình đi tìm một cái đỉnh thứ hai cái đã. Đấy, giả dụ cái đỉnh thứ hai nằm đây, thì khi mà cái đỉnh thứ hai nằm đấy á, thì nó sẽ có một cái, mình sẽ có một cái kênh giá ở đây. Đấy, đây là mũi kênh giá này. Thì rồi sau đó thì sao, mình xem thử là, thì ví dụ nó hồi nha, ví dụ ở đây nó hồi mà nó không rớt đấy, thì mình có cái đáy thấp nhất ở đây. Rồi trong trường hợp mà nó test lại, thì nó hồi lên đi, nó test lại, thì thực ra nếu mà các bạn muốn vào lệnh thì vẫn có thể xem xét ở khung nhỏ, dụ hồi lên test lại ok hồi lên, hay là nó mình thấy nó có dấu hiệu hồi lên thì mình vào lon một ít với tỷ trọng bé bé thôi. Tại vì cái pha này mình vẫn đánh theo dạng gì sống hồi, nhưng mà nó cũng là mình kỳ vọng nó hồi thôi, chứ nó có cái tín hiệu mình vào thôi, chứ thực tế là cái trend nó đang rơi như vậy, thì cái sóng hồi này nó cũng không an toàn, có nghĩa là nó chỉ hồi một tí thôi, nên cũng quấn tỷ trọng ít và cũng canh chốt sớm đó. Đó là cái quan trọng, và nếu trong phần có quay trở lại là phải
trong hộp nó gãy là phải cắt lỗ thiệt là nhanh ngay đấy, đấy là trường hợp như vậy. Thì bây giờ mình ví dụ mình sẽ có như vậy, còn nó hơi mạnh lên thì ngon. Giả dụ chúng ta sẽ có một cái điểm hỗ trợ ngay đây, ta giả dụ nha. Ok, đây là cái điểm hỗ trợ đẹp quá rồi, nó sẽ lên tới đây đi, rồi nó rớt xuống. Thì bây giờ mình sẽ xem thử là à thằng này rớt xuống tới đâu, nó có lũng đáy được hay không, nó có lũng đáy được hay không này, có lũng đáy hay không đúng không, hay là nó xuống tới đây xong rồi nó xuống gặp các vùng hỗ trợ, hay là trên trên chút xíu này sẽ đảo chiều. Nếu mà trong cái mà nó xuống này mà nó đảo chiều thì sao, thì mình tìm một điểm để mình lon lại ở cái vùng này, và khi đó nó sẽ gì, giá nó sẽ phá trend. Dụ đủ xuống đây đi, ví dụ đấy mà mình ví dụ nha, xong rồi cái là nó đảo chiều phá trend thì mình có thể vào lon. Khi nó đảo chiều đấy, đóng đến đảo chiều lên thì mình lon. À, còn trong trường hợp mà nó hò hò lên một tí nhưng mà gì gãy đây, à, giả dụ xuống đây xong rồi hò lên tí gãy thì mình tìm một điểm sọt, tại vì gãy hỗ trợ như này thì có thể rơi xuống những vùng sâu hơn để mình tìm những điểm sọt đó. Đấy là cái cách để chúng ta giao dịch, thì đối với mình thì như vậy thôi. Còn với cái trend mà nó rất mạnh như vậy rồi thì chúng ta không kỳ vọng nhiều ở cái phá sọt tiếp theo nữa, mình nghĩ là nó còn giảm nữa nhưng mà nó có khả năng hồi nó mới giảm. Đấy, còn nếu mà yếu quá nó rơi thêm một tí điếu này thì có thể vào một cái tỷ trọng bé bé để ăn một miếng, nhưng mà gì, nhưng mà ăn một ít thôi rồi cũng phải chốt ngay, tại vì cái khả năng mà nói gì để mà chúng ta có cái tìm kiếm được cái lợi nhuận lớn ở cái pha rơi này thì không, có thể nó sẽ không có nhiều lắm, nhưng mà nó hồi lên nó cũng hồi mạnh đó nha, nên là cũng phải cẩn thận đấy, nên là cái tỷ trọng đi vốn chúng ta cũng phải hợp lý này, và vi phạm chúng ta phải cắt cái vèo liền đó, để chi đến nếu trong hợp chúng ta lỗ thì tạm lỗ có chút xíu không thành vấn đề. Thì cái video ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng chắc có lẽ là mình phân tích như vậy thôi. Đấy, còn cái video trước này đấy, thì đây là cái kênh giá, mình thấy rồi, đây là cái kênh giá này rồi, nhưng mà gì, đáng lẽ là giá phải lên trên cái kênh này theo lý thuyết kênh, nhưng mà rõ ràng là gì, lên đâu có tới, gặp cái cản này rớt rồi đó, gặp rơi này rồi, chúng ta phải hiểu gì, rơi này là gãy trend, nó có hồi lên cũng rớt, tại vì vượt được cái đỉnh này là khó lắm. Thì đây là cách chúng ta phân tích để chúng ta giao dịch, thì mình đơn giản là mình chỉ phân tích như thế này thôi, rồi mình sẽ tìm điểm vào lệnh ra lệnh vậy thôi. Ok, mình nghĩ rằng là cái video này chắc nó ngắn ngắn thôi, cũng không cần phải dài lắm đâu, tại vì nó cũng đã khá là chi tiết rõ ràng cho mọi người rồi, hành động như nào, phân tích ra làm sao cho cái phiên ngày thứ hai đấy nhé. Ok, xin chào mọi người và hẹn lại mọi người ở những cái video sau.